Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Luật dữ liệu vừa thông qua đã nhận chỉ trích của quốc tế. Ngày 1 tháng 12, AFA tiếng Việt loan tin, Quốc hội thông qua luật dữ liệu bị quốc tế chỉ trích là học của Trung Quốc. Theo đó, Quốc hội Việt Nam ngày 30 tháng 11 vừa thông qua một loạt các luật và nghị quyết quan trọng, bao gồm luật dữ liệu, luật điện lực và nghị quyết đồng ý xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 67 tỷ đô la. AFA cho biết Luật dữ liệu được thông qua với 451 phiếu trên 458, chiếm 94,15%. Luật mới bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không cần chủ thể dữ liệu đồng ý trong bốn trường hợp: ứng phó với tình trạng khẩn cấp, nguy cơ đe dọa quốc phòng, an ninh nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp, thảm họa, phòng chống bạo loạn, khủng bố. Và đây là hình bản tin trên AFI theo AFA, quy định của luật này đã bị một số các chuyên gia quốc tế chỉ trích. Trang tin Nikkei dẫn nhận định của một số chuyên gia cho rằng luật này sẽ bóp nghẹt sáng tạo và làm tăng thẳng dư thương mại với Mỹ vào thời điểm tổng thống đắc cử Donald Trump sắp nhậm chức. Nikkei dẫn nhận định từ Hiệp hội Công nghiệp Truyền thông và Máy tính CCIA cho rằng thẳng dư thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đang lên rất cao và Hà Nội nên bảo vệ mối quan hệ thương mại này. AFA dẫn lời ông Jonathan phó chủ tịch của CCAI, đang trên Nikki cho biết các chính sách cản trở về chuyển giao dữ liệu, bao gồm các điều trong luật mới, đang gây nguy hại cho các công ty nước ngoài và nền kinh tế trong nước, vốn phát triển được nhờ sự tham gia từ bên ngoài. Theo luật Nikki, luật dữ liệu mới của Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các quy định về dữ liệu gần đây của Trung Quốc, tương tự như luật an ninh mạng trước đó. Trước đó, ngày 4 tháng 11, AFA đã cho hay Facebook và Google cảnh báo dữ luật về dữ liệu sẽ cản trở các trung tâm dữ liệu và mạng xã hội. Các công ty công nghệ Hoa Kỳ cảnh báo chính phủ Việt Nam rằng dữ luật được Bộ Công an thúc đẩy thắt chặt các quy định về bảo vệ dữ liệu và hạn chế chuyển dữ liệu ra nước ngoài sẽ cản trở các nền tảng truyền thông xã hội và nhà điều hành trung tâm dữ liệu phát triển doanh nghiệp của họ tại Việt Nam. AFI dẫn lời ông Osman, chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin cho biết dự thảo luật này sẽ khiến các công ty công nghệ, nền tảng truyền thông xã hội và nhà điều hành trung tâm dữ liệu gặp khó khăn trong việc tiếp cận những khách hàng phụ thuộc vào họ hàng ngày. Và đây là hình một kỳ họp quốc hội. AFA nhận xét các quy định hiện hành của Việt Nam đã hạn chế việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới trong một số trường hợp nhưng chúng hiếm khi được thực thi. Không rõ lực mới nếu được thông qua sẽ tác động như thế nào đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. AFA cũng cho biết trong dự thảo luật mới các khái niệm dữ liệu cốt lõi và dữ liệu quan trọng được định nghĩa mơ hồ ông osman nói rằng điều đó sẽ cản trở hoạt động kinh doanh của nước ngoài afi dẫn yêu cầu của dự thảo luật rằng các công ty sẽ phải chia sẻ dữ liệu với đảng cộng sản cầm quyền của việt nam và các tổ chức nhà nước trong nhiều trường hợp được định nghĩa mơ hồ bao gồm cả trường hợp hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể vì lợi ích công cộng ông osman cho biết thêm ngành công nghiệp công nghệ hoa kỳ đã nêu mối quan ngại với chính quyền Việt Nam về việc mở rộng quá mức quyền truy cập dữ liệu của chính phủ. AFI dẫn lưu ý của ông Adam, giám đốc điều hành của phòng thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội cho rằng, luật mới sẽ gây ra những thách thức đáng kể về tuân thủ đối với hầu hết các công ty tư nhân. Trong khi các cuộc đàm phán đang được tiến hành để thuyết phục chính quyền xem xét lại quá trình lập pháp vội vã đối với luật này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin luật dữ liệu vừa thông qua đã nhận chỉ trích của quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Những thắc mắc chưa được giải đáp về đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ngày 29 tháng 11, AFA Tiếng Việt bình luận đường sắt cao tốc Bắc Nam, những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Theo đó, AFA cho hay Việt Nam muốn bỏ ra gần 70 tỷ đô la xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến Sài Gòn. Nhưng dự án này sẽ không phải là động lực để phát triển các doanh nghiệp và kỹ sư công nghệ cao của Việt Nam. Và đây là hình bài trên AFA. Theo AFA, trong thông báo số 2956 tháng 4 năm 2023, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết Ban cán sự đảng Chính phủ ngày 6 tháng 10 năm 2022 đã thống nhất trình Bộ Chính trị cho định hướng phát triển đường sắt theo hướng hiện đại. Cụ thể, họ sẽ trình lên Bộ Chính trị kịch bản đầu tư đường sắt cao tốc độ cao Bắc Nam, đường đôi khổ 1.435 mm để vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ thiết kế khoảng 200 đến 250 km/h, tốc độ khai thác khoảng 200 km/h. Hồi tháng 9 năm 2024. Bộ Chính trị thông qua một nghị quyết bí ẩn, nghị quyết số 55, ngày 20 tháng 9, gọi nghị quyết này là bí ẩn vì nó không được công bố trên website của Đảng Cộng sản Việt Nam hay bất kỳ cổng thông tin nào khác. Vẫn theo AFA, ngày 1 tháng 10, Chính phủ Việt Nam công bố báo cáo tiền khả thi của liên doanh tư vấn của các công ty trong nước, nghiên cứu khả năng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, kết hợp cả tàu khách và tàu chở hàng hóa. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi này khảo sát 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa của tuyến đường. AFA dẫn lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết, bà ủng hộ dự án này nhưng cũng đặt vấn đề chọn phương án nào, tốc độ 350 km h hay 250 km h Tuy nhiên, số người đủ khả năng tài chính chi trả cho loại tàu 350 km h là còn khá ít. Trong khi đó, tàu vận tốc 250 km h có chi phí thấp hơn nhiều người có thể đi hơn và có lợi thế vừa chuyên chở người và hàng hóa. Ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nói ở Quốc hội rằng họ không đặt nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa với đường sắt tốc độ cao bởi vì các phương thức hiện hữu của Việt Nam đã dư thừa cho nhu cầu vận tải hàng hóa. Và đây là hình đường sắt Cát Linh – Hà Đông mất 10 năm thi công, tiêu vốn 65 triệu đô la cho 1 km. AFA cho biết chi phí vận tải hàng hóa quá cao là vấn đề lớn mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt. Chi phí chuyên chở hàng hóa của Việt Nam hiện cao hơn nhiều so với các nước láng giềng. So với tổng sản phẩm quốc nội, chi phí vận tải của Việt Nam ở mức 16.8%. Trong khi đó, mức trung bình của thế giới là 10.7%, của Malaysia là 13%, Singapore là 8.5%. AFA nhắc lại, từ khi có ý tưởng đường sắt cao tốc, năm 2009 đến nay đã 15 năm Việt Nam chưa có bất kỳ một nghiên cứu nào được công bố để xác định tiềm năng thu lợi nhuận hoặc thu đủ bù chi cho các tuyến đường sắt cao tốc kết nối các thành phố xa như vậy ở Việt Nam. AFA cho biết thêm, chi phí xây dựng đường sắt đô thị ở Hà Nội của Bộ Giao thông Vận tải cao gấp đôi ở Thượng Hải và bộ này đang tính toán xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam 350 km/h với chi phí cũng vượt xa chi phí của Trung Quốc. Phương án của Bộ Giao thông Việt Nam tính trung bình có chi phí là 45.6 triệu đô la cho 1 km, vượt xa chi phí của Trung Quốc. Chi phí đắt đỏ kỳ lạ này của Việt Nam vẫn chưa có lời giải thích chính thức một cách nghiêm túc. AFA dẫn lời tiến sĩ Thủy Nguyễn ở đại học Oregon từ Mỹ đưa ra ủng hộ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam với tốc độ 250 km/h vừa chở hàng vừa chở khách. Bà Thủy cho rằng Bộ Giao thông cần đối thoại với các chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam trên tinh thần cởi mở cùng tìm giải pháp tối ưu cho đất nước. Cần có một cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin về dự án để phục vụ việc nghiên cứu. Theo tiến sĩ Thủy Nguyễn, một dự án tầm cỡ quốc gia như vậy cần lắng nghe ý kiến tham vấn, phản biện của doanh nghiệp và chuyên gia trong một thời gian dài thay vì quyết định vội vã. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin những thắc mắc chưa được giải đáp về đường sắt cao tốc Bắc Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.